Feliciano liệu có làm tốt hay không đây. Rồi tôi đã thấy B1 rơi. Và suýt chút nữa Feliciano đã có luôn được cho mình một cú golden break. Còn B mục tiêu số 9 nó vừa chạy qua rất gần cửa lỗ 10 bên phía tay phải con này chúng ta rồi. Tôi chưa kịp nói xong các bạn.